Một trận mưa đá kinh hoàng đã trút xuống một thị trấn ở Catalan hôm 30 tháng 8, làm 30 người thương vong. Nhiều ô tô, nhà cửa bị hư hỏng nặng do những viên đá to bằng quả bóng tennis rơi trúng, mái ngói bị đập vỡ và các tấm pin mặt trời bị mốp, kính ô tô vỡ nát. Một bé gái đã không may bị viên đá to hơn 10cm rơi trúng và tử vong. Những người dân còn lại hầu hết đều bị thương ở đầu và gãy xương, đang được điều trị tại bệnh viện. Các chuyên gia thời tiết ở Catalan cho biết trận mưa đá rơi xuống khu vực gần thành phố du lịch Girona, biên giới của Tây Ban Nha và Pháp. Họ còn cho biết thêm đây là trận mưa đá lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Trận mưa đá được cho là chết chóc nhất trong lịch sử thế giới là trận mưa đá ở thành phố Moradabad của Ấn Độ vào năm 1888, làm 250 người thiệt mạng sau khi hứng chịu trận mưa đá to bằng quả cam.